Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nguyễn Đức Trung, hiện tại đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản OBS phụ trách khu vực Cam Ranh Khánh Hòa. Thì hôm nay buổi chiều có ghé thăm ao nuôi của anh Cương khu vực Nghệ Thanh, thành phố Cam Ranh và để có xem và tham quan ao nuôi của anh và xem tình hình phát triển tôm. Thì hiện tại ao nuôi của anh là có 2 ao, hiện tại là đang 2 ao về giống Sibi được 80 ngày và size 80 con. Chuẩn bị và anh là một vị khách hàng rất là tuyệt vời với kỹ thuật nuôi rất là tốt cũng như là sử dụng sản phẩm OBS hầu như là 100%. Về thời tiết ở Cam Ranh hiện tại thì đang rất là thất thường, sáng buổi sáng và trưa nắng và buổi chiều có mưa dông. Thì khi nãy anh đã có tạt mũi ao một chai hơ cua để giúp gan tôm được ổn định hơn. Về sắp tới thì ngày 6 tháng 8 anh có thẻ một lô giống OBS 5 vạn ở đây dưới ao đất. Cùng xem kho thuốc của anh Cương, một số sản phẩm của anh xài như bên OBS, FBCD, Nutribot, hoa cua, có rất là nhiều hoa cua. Bromocolin, sắc khuẩn, đây là Biogon Lactic Plus, anh sụp nhân sinh khối cho ăn, và đôi nông to đường ruột. Đây kho thuốc quanh cương, kho cua, Bromid EDTE, Beta Glucan C chống sốc cho tôm, Lactic Plus, đường ruột. Đây là một số sản phẩm hơi cua.